Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn về những cây có trái chua nha các bạn. Đây là những cái cây quýt của mình. Đó. Nói chung là cây quýt, cây cam, cây bưởi, cây tắc là dòng họ có trái mà trái chua các bạn. Thì ở đây mình trồng được tất cả là 7-8 cây dòng họ chua các bạn. Đó là đây là cái cây trước mặt các bạn là cây quýt Golden Nugget nha các bạn. Thì cái cây này nghe người ta nói có trái rất là ngọt nha, nên mình đã order online rồi đem về trồng. Khi mà mới nhận được thì cái cây quýt này của mình nó nhỏ cỡ chừng 1 feet thôi, nay nó đã cao lên cả mét các bạn, tàn lá cũng hơi xum xê một chút chứ chưa xum xê các bạn, tại vì mùa đông mình để nó ở trong gara trú đông nên nó bị bệnh các bạn, tức là bị những cái con mà nó có thân bám dính vào ở trong cái thân cây đó, mình phải dùng cái bàn chải mình chải nó ra các bạn. Thì cái cây quýt này của Quỳnh Mai nó bị cái con đó đeo bám rút dinh dưỡng ở trong cây ra nên nó không có được tốt. Rồi khi mà mùa xuân đến mình đem cây ra ngoài mình săn sóc rồi mình chà rửa nó bằng nước cho trôi những cái con đó bám ở trên cái cành của cây quýt này các bạn. Thì nay nó cũng thấy tươi tỉnh lại và cho ra lá nhưng mà chưa có bông nha các bạn. Còn đây là cùng tình trạng đó thì đây là cây quýt Satsuma, nó cũng bị con đó đeo bám các bạn nên mình cây này bị nặng hơn. Thì đây là các bạn nhìn thấy hình dạng nó giống như vậy nè các bạn. Đó thì mình phải lấy bàn chải mình chà nó ra khỏi cái thân đó, hoặc là lấy cái dao hay gì mình cạo nó ra các bạn, thì nó mới hết bị. Rồi nó bị cái con spider như con nhện nhện vậy các bạn, nhưng mà nó đeo bám ở trên đây, nó hút nhựa các bạn. Thì cái cây này tình trạng là xấu hơn, nó chết mấy cành luôn các bạn, chỉ còn lại một cái cành này mà mình không biết là nó sống nổi hay không. Thì mình cũng đã có trộn phân tốt, phân đất tốt, phân bao bỏ vào trong chậu để xem nó có gượng lại hay không. Còn đây là cây quýt tương đối là tốt nhất ở trong cái những cây mà Quỳnh Mai trồng các bạn. Cây quýt này là nó có tên, người ta đem đây, cây quýt nó là mình không thấy cái tên nó đâu rồi. Nói tóm lại đây là cây quýt các bạn, mình không thấy tên của nó. Thì cây quýt này nó cao cỡ gần 1,5 m, 2 m các bạn, cao lên trên và cũng chưa có hoa. Rồi kế bên đây là cây bưởi mình mới mua thì nó có hoa, mua cũng được 3 tháng rồi các bạn, nó có hoa và có trái. Cái trái nó còn nhỏ nha. Thì mình sẽ đi qua hướng bên kia để cho các bạn xem cái cây bưởi của mình loại giống gì nha. Đây cái thát của nó nằm ở đây các bạn.
thì người ta đeo cái tháp này nói là Sartre Reprush Rio Rio Red các bạn, tên nó như vậy. Thì họ mới mua, nó có bông và bây giờ nó có trái rồi nha các bạn. Đây cái trái nó đậu rồi các bạn, nhưng mà đậu chỉ có một trái thôi, cái cây còn nhỏ, mình cũng không có để lấy trái làm gì cho nó mất sức nha. Thì mình sẽ cắt bỏ những cái trái, cái bông mà thành trái mình cắt bỏ để dưỡng sức cho cái cây bưởi này của mình nó lớn lên nha. Rồi thêm một cây nữa, đây là cái cây chanh cẩm thạch nha các bạn. Thì nó có sọc ở trong cái ruột của nó màu hồng nha. Đây cái hình như thế này. Khi ra cái trái thì cái trái bên ngoài nó màu hơi ửng vàng và có sọc xanh. Còn khi mà mình cắt ra thì cái ruột nó màu hồng. Người ta thường gọi là cây chanh cẩm thạch, tại vì cái lá nó có dần dần trắng nè các bạn. Cái lá nó màu xanh mà có cái ở ngoài màu trắng, nhìn rất là đẹp, giống như là cây kiểng vậy đó các bạn. Đó. Thì cái cây này khi mà mình mua, cái này là mình mua ở lô nha các bạn. Khi mình mua thì nó có chút xíu, thì hơn một tháng rồi, thì mình trồng vào trong cái chậu cỡ 2 ga-lông, tại vì nó nhỏ quá, mình trồng cái chậu lớn thì nó cũng vô dụng thôi. Mình trồng trong chậu 2 ga-lông thì nó lớn lên các bạn, nay nó cao lên cỡ 3 feet mấy. Còn cái cây ở trong này là cây cum quát các bạn, đó một loại tắc mà hình oval, cái vỏ nó hơi dày nha. Thì cũng rất là thơm. Đó là toàn bộ những cái cây dòng họ citrus của mình đó. Gồm có 3 cây quýt, 1 cây bưởi, 1 cây chanh cẩm thạch, rồi 1 cây cum quát, rồi ở đằng kia là mình còn 2 cây tắc lớn nữa nha các bạn. Thì khi mà mình trồng những cái cây cam chanh bưởi quýt gì hết thì mình pha trộn phân đất á, thì mình bỏ phân hữu cơ, tức là phân bò các bạn, cùng với phân con trùng đó các bạn, phân trùng rồi phân bò, rồi trộn với lại tớp xôi, gia đình xôi, protein meal, rồi cho một chút ít phân trùng rồi và phân bò thì nhiều. Ngoài ra Quỳnh Mai trước khi mà đặt cây xuống thì Quỳnh Mai dùng cái phân bone meal để bón lót ở dưới các bạn. Còn ngày thường thì mình lâu lâu sẽ tưới phân cá nha. Cỡ chừng 1 tháng mình tưới phân cá 1 lần nha các bạn. Và mình cũng có cho phân của Happy Pro, loại đây. Loại mà không phải loại tan chậm, mà cái loại mà khi mà mình tưới vào thì tưới nước vào thì nó sẽ tan ra rất là nhanh. Loại là thức ăn cho cây đó các bạn. Đó thì cái phân này cho những cây có trái cây nè, với lại qua nha các bạn. Thì NPK của nó là 493 đó. Thì phân này là thuộc loại organic nha các bạn. Đó. Thì mình sử dụng phân đó cho các loại cam chanh bưởi quýt đó. Tại vì những cái cây này nè các bạn chưa có hoa, chưa có trái, nên mình
chưa có tưới phân cá đều đặn. Nếu mà có trái rồi thì mình sẽ tưới phân cá nửa tháng một lần nha các bạn. Còn cái này là mơ nó mới lớn nên mình không có tưới phân cá. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn về những cái cây cam chanh bưởi tắc của mình nha. Rồi mình sẽ đi lần kia cho các bạn xem những cái cây tắc của mình nó đã đậu trái rồi nha các bạn. Hôm trước thì nó có hoa, hôm nay thì nó đã đậu trái rồi. Đây là cây tắc của mình, hôm trước có hoa đầy hết cây, bữa nay thì nó có trái, đậu trái cũng đầy hết cây luôn. Mình zoom lại gần cho các bạn xem nó đậu trái rồi nha các bạn. Đó, những cái trái nó nhỏ nhỏ ở trên cái đầu đó, chỗ nào có hoa thì đậu thành trái rồi các bạn, không có rụng. Thì mình cũng có hỏi vài người làm sao mà những cái trái tắc mình giữ sao cho nó không có bị rụng, thì mình cũng được giải đáp là mình đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của nó, tức là mình cho phân đầy đủ, không có thiếu chất nào thì nó sẽ không có bị rụng và mình sẽ không có tưới nước nhiều quá nha các bạn. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái cành của nó à, chỗ nào có hoa là đậu thành trái à, ở li ti như vậy. Các bạn nhìn xem hôm trước mình có quay cho các bạn xem cái cây này đầy hoa trắng luôn, nay nó đầy trái li ti nhỏ, các bạn nhìn thấy rất là dễ thương nha. Thì cầu xin cho nó không có rụng nha các bạn. Thì trong thời gian nó có trái này thì Quỳnh Mai 15 ngày hoặc 20 ngày là mình pha phân cá, mình pha lợt thôi các bạn, rồi tưới vào gốc của nó nha. Và mình không có tưới hàng ngày nha các bạn, cách 3-4 ngày hoặc 1 tuần mới tưới một lần. Mình trồng trong chậu đó, mình tưới nhiều quá thì cái nước nó đọng lại, nó sẽ làm cho cái trái bị rụng nha. Các bạn nhìn xem nó đậu đặc cứng luôn, là mình không có quan tâm nó nhiều nên nó mới đậu trái như thế này đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nó đậu trái thấy mê không? Đó, thì mình hễ mình quan tâm, mình tưới nước, mình bỏ phân thì nó lại không có đậu nhiều, tại vì mình làm nhiều quá thì nó sẽ phản ứng lại, nó rụng trái. Tưới nước mà nhiều thì nó rụng trái nha các bạn. Đó, phân thì 15 ngày trở lên là mình mới tưới lại một lần. Đó, các bạn xem chỗ nào cũng có trái hết. Thì hôm trước có hoa, chỗ nào có hoa hôm trước thì chỗ đó nó có trái hôm nay. Đó, các bạn nhìn xem nó đậu hết trơn luôn, nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Thì mình ráng giữ cái cây này cho nó không có rụng trái đó, thì mình sẽ được hưởng nha. Đó, cây tắc này là cây tắc Việt Nam nha các bạn. Đó, chỗ nào cũng có trái hết. Còn cái cây tắc kế bên anh em của nó thì Quỳnh Mai chưa có cắt tỉa nên còn cao như vậy đó các bạn, ở trên luôn, nguyên cây, ít bông lắm các bạn. Còn cây này thì cắt lùng xuống nè, các bạn nhìn thấy lùng xuống rồi nó nhảy nhánh ra thành cái hình tròn luôn đó, thì nó lại có bông nhiều, trái nhiều các bạn. Còn cái cây bên kia, kế bên cao lên trời mà không có bông có trái nha. Còn cây này có bông có trái nhiều, mình đứng xa như thế này mình cũng có thể nhìn thấy trái của nó đó các bạn, trái li ti. Vậy thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là
muốn cây tắc nó không có rụng trái thì mình giảm tưới nước nhiều nha, một tuần hai tuần, một tuần mình tưới một lần là được rồi, mỗi lần một lần tưới là các bạn tưới đẫm nha, rồi tuần sau mình tưới tiếp thì nó không có rụng nha các bạn. Với là mình phải cho phân nó nha, phân đầy đủ chất bổ thì nó không có rụng nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xem cây tắc của mình nó lớn và nó cao như vậy, mà cây tắc kế bên lại cao hơn. Thì vài hôm nay là đầu tháng 6 rồi, thì mình vài ngày nữa mình sẽ cắt tỉa cây tắc kia luôn các bạn. Khi mà mình cắt tỉa thì cỡ chừng 10 ngày 15 ngày là nó sẽ có hoa, cũng vẫn kịp Tết nha các bạn. Đó, vẫn kịp Tết, tháng 6 cắt tỉa thì vẫn kịp Tết. Nó ra hoa ra trái rồi, cái trái nó nuôi cái trái lớn lên, tới chín thì là tới Tết rồi các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về cây ăn trái, mà về dòng họ citrus nha các bạn, là loại có nước mà chua đó, như cam, tắc, quýt, bưởi đó. Thì Quỳnh Mai có những cây này chia sẻ với các bạn, và chia sẻ với các bạn cách làm cho cái cây tắc mình không có rụng trái sau khi nó đậu trái nha các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.